Hai lô đất nằm trên trục đường T16 tại khu nghiệp và đô thị BKM trên thành Bình Phước, nằm trên mặt tiền đường 16m hiện tại đã trải nhựa, có biển tên đường, à, điện đã có, cây xanh đã trồng và hiện tại đã có nước sạch tại khu vực này. Và ở vị trí bất động sản này chúng ta có thể mua để ở, xây dựng nhà trọ cho thuê được ngay tại thời điểm này. Với bất động sản này chúng ta di chuyển ra 400m là tới khu nghiệp 311 ha của MegaMex, mật độ phủ kín lên tới 65%. Giá hiện tại cực kỳ bất ngờ, bất ngờ nha quý vị. Hai lô đất này giá chỉ 560 triệu 560 triệu chủ kẹt quá cắt lỗ lên tới 50% với hai vị trí bất động sản này và hiện tại cái giá này chúng ta đã mua thấp hơn thị trường và mua gọi là chạm đáy nha quý vị chạm đáy rồi và diện tích đất của chúng ta nằm trên mặt tiền đường này quý vị đó chúng ta di chuyển từ lô góc này vào 45 m ở tới vị trí đất nằm trên mặt đường đường T16 biển tên đường đã có điện đã có cây xanh đã trồng và diện tích là ngang năm sâu cho 30 đất ở đô thị full thổ cư Ưu điểm là được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng, cây xanh trồng quý cách chuẩn Singapore cứ 10 m một cây nha các vị. Hàng cây xanh cực kỳ đẹp. Rồi từ đây chúng ta di chuyển ra khu nghiệp cũng chỉ 400 m, di chuyển ra trường mầm non Sơn Ca, bệnh viện An Phú và di chuyển ra cổng chính D1 à, rộng 50 m giao nhau với quốc lộ 14 cũng chỉ 300 m. Trước mắt chúng ta những ngôi nhà ngói đỏ đó, những ngôi nhà trước mặt này. Đó là mặt tiền đường quốc lộ 14 bốn, mặt tiền đường quốc lộ 14 rồi. Trừ đến chúng ta di chuyển ra quốc lộ 14 cũng chỉ 100 m đến 150m thôi quý vị. Với hạ tầng chuẩn Singapore của BgmX, hạ tầng làm chuẩn đi 30 năm không xi si nhê nha quý vị và giá hiện tại chỉ 560 triệu thôi. Quý hàng xem được thông tin của trọng thơ, gọi ngay cho trọng thơ qua số điện thoại 0962854858, hẹn gặp quý khách hàng tại BgmX trên thành Mỹ Phước và gặp trọng thơ để chốt nhà.